Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường đến từ Adam Music. Thì cũng khá lâu rồi mình mới ra một cái clip hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật mới. Thì các bạn thông cảm bởi vì cuối năm là thường nó là cái thời gian mà bên sản xuất âm nhạc rất là bận. Bởi vì người ta hay các nhãn hàng người ta chạy những cái campaign để mà push cái đợt cuối năm này, cái đợt Tết này. Cho nên là mình khi nào mà mình rảnh lắm mình mới bắt đầu mình làm clip thôi, bởi vì mỗi lần làm clip nó tốn rất nhiều thời gian. Thì trong hôm nay ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta có thể làm một bài nhạc sơ sơ vui vui, để mà mix một bài nhạc sơ sơ để mà chúng ta nghe được, chúng ta nghe bỏ điện thoại nghe hoặc là chơi á. Cách đây tầm một tuần thì có một bé vào hỏi là có cách nào để mà chúng ta làm một cái bản mix, một cái bản master, một bản thu âm mà trong trường hợp mình không biết gì về về bên sản xuất hay không. Thì có nha các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì nói chung nếu mà nói là không biết gì hết á thì cũng không có đúng, bởi vì các bạn cũng phải biết về thao tác bấm chút xíu này nọ, còn cái vấn đề mix thì mới dễ. Còn những cái phần bấm thu hoặc là những cái cách thu á, các bạn có thể search trên YouTube rất là nhiều, how to record with phần mềm như đó, ví dụ Studio One, how to record with Cubase, Pro Tool này nọ đó. Thì đầu tiên á, các bạn cái đầu tiên để mà các bạn có thể thu âm được, bắt buộc các bạn phải có một cái thiết bị ha. Thì thiết bị giống như mình hay nói nhiều á, thì thiết bị sẽ có là sao card, micro và tai phone. Thì nếu mà các bạn mua những cái thiết bị khác nhau thì nó sẽ khá mất thời gian, cho nên là mình recommend các bạn nên mua những cái bộ như thế này, được không? Các bạn nên mua những cái bộ như thế này, nó vừa có micro, nó vừa có sao card, nó vừa có tai phone như thế này, và nó đủ để cho các bạn có thể làm những cái bài hát chơi được, hát vui vui được, mà chất lượng nó cũng khá tốt. Hiện giờ mình đang nói chuyện với các bạn cần bằng cái mic MXL 440, thì cái mic này hiện giờ đâu tầm khá là rẻ, đâu tầm 1,9 triệu, 2 triệu à. Đây các bạn, đó, mình đang thử cái mic này. Nếu mà các bạn thấy nghe âm thanh ok thì các bạn cứ quất thôi, còn nếu không thì các bạn mua những cái combo như thế này, combo như là Focusrite Solo á, nó khá tốt các bạn, chứ không có cùi đâu. Bạn cứ tự tin mà quất, không có cùi đâu. Nó cùi với ai nhưng mà nó cũng khá tốt với mình. Vậy thôi. Thì đó ha, các bạn phải có thiết bị ha. Và chính những cái thiết bị này nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái suột nó tốt để mà các bạn có thể thu âm, các bạn có thể mix được. Còn nếu mà mình mua những cái mic 50.000 hoặc là 100.000, 150, 200 ở ngoài Nhật Tảo á, thì nó sẽ không có đủ cái chất lượng đâu các bạn, bởi vì nó cái độ độ chi tiết nó không có nè. Còn cái thứ hai, các bạn gắn vào cái sao card onboard của máy tính đó thì nó sẽ không có đủ độ chi tiết và cái độ tốt đâu, các bạn có thể làm mix master được. Mình đã làm mix master theo kiểu là 10 ăn liền rồi mà cái sụt của mình lại không hay nữa, cho nên là nó dở gấp đôi các bạn ơi. Cho nên là các bạn nên đầu tư cho mình một cái bộ như vậy để nếu mà các bạn muốn làm lâu dài ha. Bản thân mình cũng đang xài cái bộ đó các bạn. Mình xài được tầm 4 năm rồi. Và mình vẫn làm những project lớn như thường, mình vẫn thu âm demo cho khách như thường, mình vẫn ra những bài hát như thường. Các bạn có thể nghe những cái bài của mình thu bằng cái bộ cùi đó thôi. Rồi. Rồi, đó là về thiết bị. Còn cách thứ hai á, đó là bấm thu. Thì các bạn có thể search trên YouTube những cái clip bấm thu rất là nhiều. Ha. Những cái clip bấm thu rất nhiều, ví dụ là How to record with Studio One, ví dụ vậy đó. Thì người ta chỉ các bạn bấm thu rất là nhiều, thì các bạn có thể thể học cái cách bấm thu ở trên này, nó rất đơn giản các bạn, nó không có khó đâu, bạn chỉ cần nhìn người ta làm sao mà làm vậy y chang là được. Và cái sấm của các bạn, khi mà các bạn thu vào, các bạn để ý á, khi mà các bạn thu được rồi á, cái sấm của mình á, nó phải nằm ở một cái mức như thế này, nó phải nằm đâu đó lớn lớn như thế này, chứ nó không có được như thế này ha, nó còn không được như thế này ha. Nếu mà như thế này là quá nhỏ, còn như thế này là quá lớn là nó sẽ bể. Nó chỉ ở một cái mức trung bình như thế này thôi là được, như thế này thôi là được. Rồi, đó là về cái mức cái chuẩn bị và thu âm. Rồi bây giờ cái cách mình mix như thế này, các bạn khi mà nhiều bạn, những bạn mà đặc biệt những mà hay tự sướng á, các bạn hay xài những cái filter có sẵn đúng không? Những cái filter có sẵn hoặc là những cái preset có sẵn để mà mình áp vào cái hình của mình đó, và các bạn thấy cái filter nào hay, cái filter nào đẹp thì các bạn cứ giữ lại thôi.
Thì trong âm nhạc cũng như vậy, bản thân của những nhà sản xuất ra những cái phần mềm á, DAW, Studio One gọi là một cái DAW các bạn, thì người ta cũng tạo ra những cái preset để mà mình có thể, những cái người làm mix master, những người sound engineer có thể làm nhanh được, làm rút ngắn thời gian được để mà cho ra những cái sản phẩm demo và những sản phẩm để nghe tạm cho khách hàng. Còn khi mà người ta chỉnh sửa kỹ càng á, là bắt đầu người ta mới bắt đầu người phải dùng những cái phần mềm, những cái VST chỉnh sửa phức tạp. Đó thì ở trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta có thể làm nhanh nhất, hoặc là làm ở một cái mức độ nó ổn định chút xíu đó mà các bạn nghe chơi thôi, chứ làm chuyên nghiệp như thế này là hơi toan ha. Rồi, đầu tiên ấy, các bạn nghe trước ha, cái voice của mình đây. Cái vocal này là mình chưa chỉnh sửa gì hết, mình chỉ làm chỉnh phôi chút xíu thôi. Còn về mix mình chưa mix gì hết, các bạn nghe thử vocal ha. Em đem trao cho anh nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Anh nâng niu đem hoa về xứ trong hồn mộng sao hoa không phai sắc hương. Những sao hoa kia mau phai tàn, rụng tạ tới trên đôi tay anh băng giá. Anh nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, hầm thầm mình anh nghe đi. Đó, các bạn nghe qua rồi đúng không? Cái vocal của mình á, nó đang có một cái vấn đề. Thứ nhất là nó bị thô, bị Em khô. đem trao cho anh nụ hồng. Nghe nó không có ảo như là những cái bài hát của mấy ca sĩ ha, nó bị khô rang, khô rít à. Cái thứ hai nữa đó là đến những cái đoạn lớn, những cái đoạn điệp khúc đó, là bắt đầu nhạc nó vào đó, là mình không nghe cái giọng mình gì hết. Đó là về độ lớn. Thì mình sẽ giải quyết ở hai khía cạnh. Thứ nhất đó là mình chỉnh cho cái vocal của mình nghe nó ảo hơn. Và cái thứ hai là mình sẽ làm cho cái vocal của mình lớn hơn để mà nó không bị nhạc nó đè. Rồi, bước đầu tiên là làm cho ảo hơn ha. Rồi, ở trong Studio One á, bản thân người ta đã có những cái preset. Ví dụ mình là nam đi, mình đánh male vào. Các bạn thấy nè, có male 1, male 2, male pop, male 3, ví dụ vậy. Male life, pop, rock kiểu vậy. Thì đây là những cái preset, nó giống như là những cái filter mà các bạn hay xài trên hình đó. Các bạn chỉ cần lấy ảnh vào, đó là nó sẽ ra. Và mình nghe thử mình thích cái kiểu vocal này hay không, rồi mình sẽ chọn nó hay không, sẽ quyết định chọn nó hay không. Bây giờ mình sẽ tắt cái preset này để các bạn nghe lúc mà mình chưa chỉnh, và mình sẽ bật lên lại khi mà mình chỉnh rồi ha. Các bạn nghe sự khác nhau. Bây giờ mình tắt nè. Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Rồi bật nè. Anh nâng niu đem hoa về xứ trong Tắt. hồn mong sao hoa không phai sắc hương. Tắt. Những sao hoa kia mau phai Bật. tàn, rụng tạ tới trên đôi tay anh băng giá. Anh nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, hầm Tắt. thầm mình anh nơi đây với những bờ. Đó, các bạn thấy khi mà mình bật lên á thì cái giọng của mình nghe nó sẽ nén hơn, nghe nó sẽ âm lượng nó sẽ đều hơn giữa cái phần nhỏ lúc đầu với cái phần điệp khúc. Còn khi mà mình tắt đi á, là bắt đầu cái giọng của mình nó sẽ bị lúc lớn lúc nhỏ nhiều nè. Và thứ hai là nghe nó sẽ không có dày bằng khi mà mình bật, như là khi mình bật cái này lên. Rồi bây giờ mình lấy một cái preset thứ hai mình bỏ vào thử ha. Male vocal 2. Các bạn nghe thử có sự khác biệt không nha. Rồi giờ mình tắt nè. Nụ hồng mong manh như Bật. sương mai trong gió. Anh nâng niu đem hoa Tắt. về xứ trong Bật. hồn mong sao hoa không phai sắc hương. Đó, ví dụ cái này thì nghe rõ hơn này, nghe rõ sự khác biệt hơn. Các bạn thấy khi mà mình bật lên ấy, khi mà mình tắt đi ấy, giọng của mình sẽ có xu hướng nó tối hơn, có xu hướng nó mỏng hơn.
Còn khi mà mình bật lên á, giọng của mình sẽ có xu hướng nó sang hơn, nó sáng hơn, đúng không các bạn? Thì cái preset này là bao gồm compressor và EQ, thì hai cái này nó đã tương đối đủ đâu các bạn, thì có thể mix mix sơ sơ được rồi. Thì giả sử mình chọn cái preset này đi. Rồi. Đó. Mình sẽ bây giờ tiếp theo mình sẽ cho cái vocal của mình nó có độ vang chút xíu, nghe nó ảo hơn chút xíu. Các bạn ở ngoài hay gọi là echo các bạn. Nhưng mà thật sự cái này nó không chính xác là echo đâu. Nó là reverb, nó là tạo ra một cái độ vang giống như là các bạn đứng ở trong một cái hội trường, nó tạo ra một cái không gian ảo giống như đứng trong hội trường hay là đứng trong một cái nơi nào đó các bạn hát, thì nghe âm thanh của mình nghe nó sẽ có một cái gì đó nó long lanh hơn. Mình ví dụ ha, các bạn nghe thử ha. Các bạn nhớ khi mà mình sợ reverb xong các bạn kéo vô cái phần sen nha các bạn, chứ không phải insert ha, kéo phần sen ha. Rồi Bông sao hoa không phải sắc hương. Những và bây giờ mình chọn cái concert hall đi, hội trường đi. sao hoa kia màu phai tàn, dù ta tới trên đốt. Bạn thấy nó giống như là vang nhưng các bạn đứng trong hội trường không? Hoặc là mình lấy một cái large club. Đôi tay anh băng xa, anh nghe như trong tim dạn vỡ. Đó, thì cái reverb, cái độ vang của mình sau cái này nó sẽ sáng hơn so với concert hall. Concert hall thì nó hơi tối hơn. Nghe như trong tim dạn. Kiểu vậy thì các bạn có thể chọn những cái reverb khác nhau, chọn những cái preset khác nhau. Với mình chọn cái nữa thứ ha. Bây giờ mình sẽ chọn một cái cái bedroom đi, giống như trong phòng ngủ đi. Phòng ngủ là thường nó nhỏ đúng không, cho nên là cái độ vang của nó sẽ không có lồng lộn như là cái concert hall hoặc là cái large club nãy. Tới trên đôi tay anh băng xa, anh nghe như trong tim dạn vỡ. Bạn thấy không, nó đang giá lập ở không gian của phòng ngủ các bạn đó. Bây giờ mình sẽ quyết định mình chọn cái concert hall. Rồi, nhầm nhầm, concert hall. Rồi mình chọn cái này ha. Mong manh như sương mai trong gió, anh nâng niu đêm hoa về xưa. Nhưng mà các bạn thấy á, mình khi mình chọn concert hall á thì cái giọng của mình nó bị vang nhiều quá, nó bị lòi ra nhiều quá, nó bị trơ, nó cái độ vang nó bị lộ ra nhiều quá. Cho nên mình sẽ phải tìm cách mình fix cái đó lại. Bởi vì không ai mà để cái bài nhạc như vậy hết. Các bạn có thể nghe những cái bài nhạc ở trên thị trường á, không ai để cái độ vang vậy hết á, rất ít khi. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ giảm cái độ vang lại, mình giảm cái âm lượng của độ vang lại. Mình giảm cái mức độ phần trăm của độ vang lại, mình có thể mình các bạn đẩy cái thanh này xuống. Tới trên đôi tay anh băng xa. Các bạn thấy không, cái khi mình giảm xuống thì cái giọng của mình nó sẽ hòa hơn, nghe nó không có bị lộ như cái kia. Và cái tiếp theo á, bây giờ mình sẽ giải quyết cái vấn đề gì. Hồi nãy là mình có hai cái, một là chỉnh ảo hơn nè, cái thứ hai là cho nó lớn lên. Lớn lên thì các bạn có thể dùng limiter ha, các bạn đừng có kéo cái thanh này nha. Cái thanh này cũng là volume nhưng mà đừng có kéo thanh này to hồi nào không biết á. Các bạn cứ nghe mình dùng limiter, bỏ vô cái phần insert nè, ở dưới cái channel script hồi nãy các bạn dùng cái mail á, các bạn đẩy cái input lên ha. Anh nghe như trong tim dạn vỡ. Rồi giảm cái này lại chút xíu, bởi vì khi mà mình đẩy cái volume lên á thì nó lòi cái reverb nhiều nè. Giảm lại chút Nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, hậm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Kiếm chim mời con mịt mù tận trời nào, vô chi nơi xa xôi ấy. Em quên anh như quên cánh hoa, nhưng sao nay em quay trở về. Ta còn đó. Khi mà các bạn chỉnh cái limiter, các bạn đừng có chỉnh dài ha, đừng có kéo lúc bend như thế này nó bê ấy các bạn. Các bạn chỉ nên kéo tầm từ 3 tới 5 dB thôi đó, 3 tới 5.
mức này là được rồi, mà nếu mà mức này nó vẫn còn nhỏ nữa thì các bạn phải giảm nhạc ha, chứ đừng có đấm bằng xoài kéo lên thế này ha, là giọng nghe gối bòm luôn. Mình chỉ làm từ 3 tới 5 thôi, còn nếu mà nó vẫn lớn ok mình sẽ giảm nhạc xuống, bởi vì trong bài này mình vừa vừa phối nhạc mình vừa mix luôn, cho nên mình sẽ dùng cái đống này mình giảm. Còn nếu mà các bạn làm ở nhà, các bạn làm với một cái track nhạc bình thường thì các bạn chỉ giảm cái track đó xuống thôi. Đó, mình cầm cái cần này mình kéo nhẹ xuống. Còn gì đâu hoa xưa đã Đó, tắt héo nè. trong tim mỗi duyên xưa. Các bạn chọn nếu mà các bạn dùng file nhạc, các bạn bấm vô cái file đó, bấm vô cái track đó và các bạn giảm xuống ha. Còn bản thân mình vừa phối vừa làm hết, cho nên là mình chọn hết tất cả những cái này và mình cùng kéo xuống. Dù giờ chỉ là mộng thôi, anh ấy như trăng đã úa. Thôi em ơi duyên ta đành. Em đem trao cho anh nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Anh nâng niu đem hoa về xứ trong hồn. Rồi, nghe nó ảo diệu hơn đúng không? Giờ giả sử mình tắt tắt effect đi, nghe nó gớm ồm nè. Hồn mộc sao hoa không phải sắc Bật lên nè. hương, những sao hoa kia mau phai tàn. Dùng ta tới trên đôi. Ảo hơn đúng không các bạn? Nó khác một trời một vực luôn. Rồi, vậy là xong mix rồi. Lấy cái này tự sướng được chưa? Chưa được. Nó còn một bước nữa, đó là bước bước. Tức là nhiều khi á, các bạn mix xong á, các bạn sẽ bị một cái vấn đề là nguyên cái bản nhạc đó, nguyên cái bản bản nhạc của mình đang làm á, nó bị nhỏ quá, cho nên các bạn phải có một cái bước là tăng âm lượng lên đúng không, tăng âm lượng ngược lại, nhưng mà không phải tăng bằng cách mình kéo cái cần này nha, mình nhắc lại nha, không có kéo cái cần này. Giảm thì được chứ tăng tăng cái là dễ toan lắm các bạn. Thì các bạn sẽ bấm F3 cho mình đúng không, và mình sẽ lấy một cái limiter giống như hồi nãy á, giống cái limiter hồi nãy á, để mà mình tăng âm lượng lên. Nhưng mà thay vì hồi nãy mình tăng âm lượng cái vocal không, cái track vocal không, thì bây giờ mình sẽ tăng âm lượng cái track out này. Đấy các bạn, track main này các bạn, limiter nè. Mình sẽ bỏ vào cái main chính là cái phần out của cái bài nguyên bài hát của mình. Thì mình gắn một cái limiter này vào để mà mình tăng âm lượng lên. Ha. Đó. Tay anh băng xa, anh nghe như trong tim dạn vỡ. Nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, hậm thầm mình anh nơi đây với những bâng khuâng. Đó, các bạn tăng á, ở một cái mức á, mà nó đừng các bạn đừng có để cái phần phần thanh này nè, màu đỏ này nó nhảy quá nhiều ha. Cánh chim mời con mình nêu tận trời nào. Các bạn thấy chỗ này nó nhảy đỏ nhiều nè, và chỗ này nó nhảy xanh nhiều nè, có nghĩa là nó đang báo cho mình đó là cái nhạc của mình đang overload, cho nên các bạn chỉnh nó một cái mức mà nó đừng có để bị báo đỏ quá nhiều. Lâu lâu báo đỏ thì cũng được, nhưng mà đừng có để lúc nào nó cũng báo đỏ ha, bởi vì cái việc báo đỏ này nó đang cho mình thấy là cái nhạc nó đang bị overload quá, cho nên là cái công việc của mình sẽ phải giảm input này lại. Vô chi nơi xa xôi ấy, em quên anh như quên cánh hoa. Nhưng sao nay em quay trở về, ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa dù giờ chỉ là một. Vậy là xong rồi các bạn, dễ không? Đó, vậy là xong rồi. Thì thật sự là mình cũng đang xài cái này để mình có thể thu demo cho khách á. À, bởi vì khi mà mình setup thu âm á, thì mình sẽ không có thời gian đó mình chỉnh từng thông số được, cho nên là nếu mà các bạn cần một cái sự gì đó nó nhanh, cần một cái sự gì đó nó làm để mà các bạn có một cái gì đó các bạn nghe chơi thôi, thì các bạn có thể dùng những cái preset này, nó cũng khá tốt. Và một cái khuyến cáo của mình, các bạn nên cân nhắc kỹ khi mình dùng những cái này mình làm chuyên nghiệp ha, bởi vì nó sẽ dễ bị toan lắm. Có thể là bài này hay nhưng mà có thể bài kia dở, hoặc có thể bài kia quá dở, nó dễ bị toan lắm các bạn, cho nên các bạn lưu ý ha. Và nếu mà các bạn muốn đi xa hơn trên cái này, các bạn cần học nhiều hơn, các bạn cần phải biết những cái thiết bị, học nhiều hơn để mà mình nhận xét được, mình đánh giá được cái vocal nó đang bị cái gì, và mình xử lý trên cái vocal đó nó chuyên nghiệp.
và đến một lúc là các bạn sẽ rất là thành thạo về cái vấn đề sản xuất âm nhạc. Và khi đó cái việc mà làm ra một cái bản nhạc cho mình chơi, cho mình đăng lên post Facebook sống ảo nè, nó rất là, nó quá là dễ rồi đó. Còn cái này là chỉ là bước đầu thôi đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì nếu mà các bạn có những cái câu hỏi, là có những cái thắc mắc hoặc là ý muốn gì thêm á, các bạn có thể comment dưới clip ha, hoặc là các bạn có thể inbox mình, và mình và Team Adam Music sẽ làm những cái clip tiếp theo để mà hướng dẫn và chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn.